Xin chào anh em đã đến quay trở lại TNC Channel. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Làm cái gì nó nhiều tiền tí nhỉ? Sắp Tết rồi, anh em cứ xóa đi, cứ xem cho nó cuộc đời tươi mới, lấy mục tiêu cho năm 2022 tới đây. Chúng ta sẽ làm thế nào đấy để có được bộ PC này? Hoặc nếu như mà 2021 anh em đã có được những may mắn trong tài lộc thì bộ máy tính này sẽ là dành cho anh em. Enjoy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thế nào nhỉ? Bây giờ anh em có gì mới nhỉ? Có card mới à? 3090 Ti à? Nhưng mà nó vẫn là RTX đầu 3000 series. Có chip mới, đúng rồi, có chip mới. Có chip mới CPU Intel thế hệ thứ 12 mới này. Nhưng mà đi kèm với chip mới là một loạt công nghệ mới. Ví dụ như là DDR5 này, PCIe Gen 5 này. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải dùng những linh kiện mới nhất, công nghệ mới nhất. Và đó chính là RAM Kingston Fury DDR5. Bộ kit này trên tay mình là 32GB với 2 thanh 16, có bus là 5200. Và đi kèm với một bộ RAM DDR5 thì chắc chắn không thể bỏ qua SSD Gen 4. Hiện tại thì con Renegade này đang là mẫu SSD Gen 4 có tốc độ cao nhất trên thị trường hiện nay và mức giá thì cũng dễ tiếp cận nhất. Chiếc SSD trên tay mình sẽ có dung lượng là 1TB và tốc độ đọc của nó là 7300, tốc độ ghi cũng quanh quẩn 7000. Rồi, bây giờ linh kiện khác thì chúng ta có gì? Đây, để đi được với Kingston Fury DDR5 thì chắc chắn không thể bỏ qua một chiếc mainboard mà hỗ trợ DDR5. Và đó chắc chắn là ASUS Prime Z690P, một chiếc mainboard có mức giá tương đối hấp dẫn khoảng 7 triệu đồng. Và hiện tại thì theo mình biết đây là mẫu mainboard có mức giá tốt nhất mà có hỗ trợ DDR5 cho anh em, Z690P. Dĩ nhiên rồi, làm sao bỏ qua chip được Intel Core i7 12700K. Vâng, với những linh kiện có thể nói là đỉnh cấp nhất hiện nay thì anh em sẽ phải đi kèm nó với một con card. Rất tiếc là hiện tại 3090 Ti chưa về đến Việt Nam. Hiện tại mình chưa có trên tay cho nên là anh em tặng nhá, 3080 Ti, RTX 3080 Ti. Bao giờ có 3090 thì anh em cứ cộng giá lên là được. Để làm mát cho con CPU có thể nói là cũng khá là đỉnh cấp này, 12700K, thì chúng ta sẽ đi với một bộ tản nhiệt nước ASUS ROG Strix lạnh chưa 240 phiên bản RGB và có màu trắng. Tại sao lại màu trắng ư? Bởi vì là chiếc tản nhiệt nước này sẽ đi với một bộ vỏ cây mà lát nữa anh em sẽ biết là bộ vỏ cây này nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến vỏ cây chúng ta sẽ phải đến với nguồn. Anh em tưởng tượng là những cái linh kiện này 3080 Ti này, i7 12700K nó ăn điện đi. Mặc dù Nvidia họ khuyến nghị là chúng ta đi 3080 Ti với nguồn 850, nhưng mà mình thấy nhỡ sau này anh em mua thêm 3090 Ti thì sao? Cho nên mình sẽ lắp cho anh em bộ nguồn 1200. Anh em tưởng tượng là cắm con cạc, còn con cạc nó cứ thế này, nó cứ bơi trong điện ấy. Nó bơi trong điện luôn, 1200W. Chuẩn của nó thì sẽ là chuẩn 80 plus Platinum, 80 plus Platinum HX 1200. Và bây giờ đến với vỏ cây. Vỏ cây anh em ạ, mình lại phải lóc cóc, mình dọn những cái này đi chỗ khác. Bởi vì cái bộ vỏ này nó quá là ấn tượng, nó quá chiếm diện tích. Đây, vỏ Sigmatic. X-Battle Shape. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc bộ vỏ này ra và lắp cấu hình này thôi. Và như thường lệ thì mình lại lấy một con CPU mà hôm trước mình bốc phét là 12900K. Nhưng thật ra có một bạn rất nhanh mắt đã nhìn ra đây là socket 775. Khá khen. Và thật ra thì con này nó là con 240GHz, Core 2 Duo. Hiện tại thì nhiệm vụ con này ở TNC Studio là để bóc hộp anh em ạ. Úi dồi ôi, mở ra là thấy vỏ khủng, vỏ khủng là họ sẽ có những kiểu đóng hộp rất riêng. Anh nghe thấy không? Bộ tun này. Thôi, chắc là mình xin phép mình cho xuống dưới đi, chứ không để trên bàn này cồng kềnh lắm. May mà
nhà sản xuất nó lắp sẵn cho mình rồi, chứ không như cái bộ câu ga con cua ngày xưa mình lắp. Nhà sản xuất họ để mỗi mảnh một chỗ ấy, xong mình phải lắp lại ấy. Rất mệt. Và đây là bộ vỏ cây chúng ta. Ơ, đặt ngược rồi. Sorry anh em. Ôi, trông nó hơi cải lương một tí nhưng mà nó đẹp anh em ạ. Mặc dù trông nó màu mè hơi cải lương nhưng mà anh em nhìn thấy cái logo ở đây. À không hẳn logo nhưng mà một cái biểu tượng cái đầu ở đây. Anh em nào fan Gundam thì chắc chắn biết ngay đúng không? Nhìn phát biết ngay thì đâm ra là cái màu này nó không còn cải lương một tí nào. Và anh em nhìn thấy đấy, trông nó rất ngầu đúng không? Bộ này đi với 3080Ti 12.700K thì chuẩn rồi. Ở đây thì anh em sẽ có nút nguồn ở ngay đây này. Và các cổng USB cũng như là cổng 3.5mm sẽ được ẩn giấu khá là gọn gàng và kín ở trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp luôn nhé. Mình sẽ quay timelapse lắp luôn để cho anh em có thể chiêm ngưỡng được xem là cái bộ vỏ này và những linh kiện cực khủng lắp lên nó sẽ như thế nào. Spinning, can't push the
Như vậy là cấu hình PC chúng ta đã được lắp ráp xong. Đẹp đúng không anh em? Đẹp hay xấu, thật ra lại một lần nữa mình lại phải nói là đẹp xấu tùy mắt mỗi người. Nhưng mà theo mình thấy là nhiều màu là cũng có vẻ đẹp ở đấy. Ở đây thì khi mà chúng ta lần đầu tiên bật máy lên thì anh em nên vào BIOS cho mình. Bởi vì là RAM chúng ta bớt 5200 cơ mà, nhưng mà nó mới chỉ nhận có 4800 thôi. Cho nên là anh em hãy vào trong BIOS để anh em bật cái XMP này lên. Rất đơn giản, XMP Enable. Xong, ngay lập tức anh em nhìn thấy DDR5 5200 Kingston 16GB. Đúng chưa? Đó. Như vậy là thật ra chỉ cần đơn giản thế thôi. Còn ngoài ra nếu như mà anh em muốn gọi là mapping hiệu năng các thứ lên thì ở phía bên này anh em sẽ thấy cái phần Easy System Tuning của chiếc mainboard Asus Prime Z690P này. Thì nó đang ở mức normal. Chúng ta cứ nhẹ nhàng kéo lên extreme thôi. Đấy là tùy anh em thích nhé. Nhưng mà đấy là mình ví dụ thôi. Nhưng mà anh em trước tiên là anh em hãy bật XMP lên cho mình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hệ thống và test một số tựa game xem là cấu hình có giá lên tới gần 90 triệu đồng này nó sẽ như thế nào. Và đầu tiên với một cái cấu hình nó có thể coi là đỉnh cấp của năm 2022 như thế này thì chúng ta phải test một tựa game gì đấy nó cũng phải đỉnh cấp theo. Một tựa game mà rất nhiều năm tuổi mà nhiều đến nỗi mình không buồn đếm nữa, đó chính là GTA 5. Ở đây thì anh em có thể thấy mức FPS nó ở trong phần ben test của GTA 5 nó không được cao. Thật sự là nó làm mình hơi thất vọng. Nhưng mà mình quên mất anh em ạ, mình quên mất là mình đang test trên màn 4K. Chết quên. 3080 Ti 4K gaming thì nó phải như thế đúng không? Đây chính là chiếc màn hình 4K mà trong video ngày hôm qua hay là hôm trước gì đấy anh em đã nhìn thấy trên TNC Channel. Đó chính là chiếc Gigabyte M28U, một chiếc màn hình gaming 4K. Và mình đang test GTA 5 ở trên đó và 4K gaming anh em vẫn được từng này FPS. À quên, còn một chi tiết nữa mình quên mất không nói với anh em, đó là max setting nữa. Và đây, cho anh em nào không tin thì đây, 3840x2160 màn 144Hz. Đó. Setting thì sao? Đây. Cái menu của GTA 5 mình hơi ghét tí. Đây. Max setting. Trừ cái motion blur mình không thích thì mình để thấp thôi. Max setting. Mà trong khi đó chúng ta mới chỉ có ăn 6,7GB RAM trên tổng số 12GB. 4K gaming nó là ở đây chứ ở đâu đúng không anh em? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một tựa game khác nặng hơn. Vâng, và tiếp theo là Cyberpunk 2077, tựa game nặng hơn mà khi nãy mình nói. Nhưng mà anh em thấy là cái ô này hơi to đúng không? Tại vì là game lần trước mình đang test ở màn Full HD, mà lần này mình test ở màn 4K cho nên là nó bị to hình ra như thế này. Bây giờ mình sẽ set nó về 4K nhá. 3840x2160. Ok, rồi đấy, vừa cho anh em. Lại là màn 4K. Và setting sẽ là Ray Tracing Ultra. Và dĩ nhiên rồi, theo sở thích của mình sẽ đẩy hết tất cả những thứ gì có thể đẩy lên. DLSS mình sẽ để auto nhá, để cho anh em có thể thấy được là cái hiệu năng thực tế nó là như thế nào. Vẫn là đoạn game quen thuộc của chúng ta, vẫn là cái đoạn mà mình đứng đây chọc chó. Và anh em có thể thấy là 4K gaming, max setting, tất cả các thể loại chúng ta vẫn được một mức FPS tương đối cao, 48-50 FPS. Và đặc biệt là cái hiện tượng trồi sụt FPS nó không diễn ra một cách quá là nghiêm trọng. Anh em có thể thấy nhá, là cái đường frame time, kìa, cái biểu đồ graph nó đang chạy ở bên dưới cùng ấy, đó là cái trồi sụt frame time đấy, là cái trồi sụt FPS ấy, thì nó sẽ không có cái hiện tượng là bị dâng lên hạ xuống quá nhiều, ngay cả cháy nổ nhá. Đó, anh em thấy không, FPS rất đều. Đây là một cái điểm rất đáng khen với RTX 3080 Ti. Hiện tại thì RTX 3080 Ti ăn khoảng 360W, 340-350W. Còn 12700K thì thế hệ CPU Intel thế hệ 12 này mình được đánh giá là khá tiết kiệm điện anh em ạ. Và như thế này mình thấy nó ổn ở rất nhiều phương diện khác nhau. Kỹ hơn về cái con CPU này chắc là chúng ta sẽ làm một video khác đi. Còn hiện tại chúng ta sẽ tập trung vào test cái cấu hình này đã. Nhưng mà còn một thứ nữa anh em cần quan tâm, đó là nhiệt độ CPU. Bởi vì sao? Chúng ta đang lắp tản LC240 đến từ Asus ROG Strix, một bộ tản rất đẹp. Cho nên là chúng ta cũng cần quan tâm đến khả năng làm mát của nó nữa. Thì hiện tại bộ tản này đang mang lại chúng ta một mức nhiệt độ CPU rơi vào khoảng 60-70 độ C. Mát nhỉ? Mát thế nhỉ?
Cũng đúng thôi, một phần bởi vì CPU chúng ta đang chạy ở mức khá nhẹ nhàng, không quá nặng, gaming mà. Chứ còn nếu như mà anh em làm việc nặng thì có lẽ là bộ tản này nó sẽ cần phải có một sự nâng cấp nhất định, hoặc là anh em trang bị thêm quạt ở bên trong bộ vỏ cây chúng ta. Mặc dù đây là một bộ vỏ cây open nhưng mà anh em có thể thấy là nó vẫn hơi kín một chút, nhưng mà CPU trên 60 độ để gaming như này là quá ổn rồi. Quá ổn rồi, anh em có làm việc nặng thêm một chút nữa thì cũng không sao cả. Và bây giờ tại sao chúng ta sở hữu tận 3080 Ti, công nghệ ngập mồm cơ mà. Bao nhiêu nhân nọ nhân kia rồi các thể loại công nghệ mình cũng không buồn nói nữa bởi vì nó quá nhiều. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng tối đa DLSS Ultra Performance cho mình, tăng FPS tối đa có thể. Và đây, với mức setting vẫn y như vậy, chẳng qua mình chỉ chỉnh mỗi cái DLSS lên Ultra Performance thôi, thì anh em đã thấy là Cyberpunk 4K gaming chúng ta đã được 60, 70 cho đến 80 FPS. Đó là một cái mức tăng không hề nhỏ một chút nào, tăng khá nhiều FPS đấy. Đó. Và mức tăng FPS này cũng tương tự như vừa nãy, đang có một thể hiện rất là đều về cái độ trồi xuống FPS. Nó không lên xuống quá nhiều. Đó, kể cả cháy nổ như vừa rồi anh em thấy không? Cái frame time của mình vẫn không bị nhảy lên hay là thế nào đấy, nó quá căng thả. FPS nó vẫn rất đều, vẫn là một cái đường khá mịn. Vâng, và với cấu hình PC gần 90 củ thì kể cả game eSports anh em ạ, 4K eSports là một cái trải nghiệm gì đấy thú vị phết nhở. Lần này thì không thể nào đổ tại máy nữa anh em ạ, không phải tại máy, tại gear nữa rồi, đấy là tại mình. Nhưng mà anh em thấy không, 4K mà CSGO chúng ta vẫn đang có một mức FPS nó rơi vào khoảng 300 cho đến 400. Mà anh em nhớ nhá, 4K nhá 300 đến 400 FPS cho CSGO. Ai bảo eSports không chơi 4K được. À, đá bóng. CSGO là phụ, đá bóng là chính. Thôi xong rồi. Nào. Thôi. Vào. Không. Bóng không đá lên trên à? Bóng rồi. Ảo vãi. Đưa dậy. Ok. Nếu như hôm qua anh em không bỏ lỡ video về chiếc màn hình Gigabyte này thì anh em biết giá trị của nó rồi đấy. 16 triệu, bao nhiêu trăm nghìn đó, khoảng gần 17 triệu. Quá rẻ cho một chiếc màn hình gaming 4K 144Hz. Và bên cạnh nó là một dàn PC có giá lên tới 88 triệu đồng. Số đẹp không? Và riêng con vỏ này có giá 3 triệu 333 nghìn đồng tại TNC Store. Chính là nó. Vâng, một cấu hình PC anh em sẽ thắc mắc là bỏ ra nhiều tiền thế rồi mà không có RAM RGB, nhà quê. Mình nói thật với anh em nhá, cái bộ vỏ này ấy, đóng cái nắp này vào rồi thì mọi thứ RGB ở trong có hay không không quan trọng. Bởi vì anh em thấy không, chúng ta có một giải RGB ở cạnh bên. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử, không biết, chắc tại mình nhà quê mình không biết, chứ còn đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái bộ vỏ cây mà có giải RGB ở trên mặt kính không. Mà không phải một bên đâu, cả hai bên nó có luôn. Mà không phải cả hai bên đâu, mặt trước, mặt đáy, nói chung là quá đủ rồi, đúng không? Cho nên là mình thấy thế này nó là hài hòa rồi. Còn nếu như mà anh em thích open case hơn nữa thì anh em bỏ ra. Nhưng mà mình khuyên anh em là vốn dĩ con vỏ này đó là đã làm một dạng lai open case rồi. Nó có rất nhiều khe hở cho nên là không khí ở trong nó gần như là không có cái chuyện là khí áp âm hay là áp suất âm, áp suất dương ở bên trong, bên ngoài đâu. Nó lúc nào bằng cân bằng áp suất ở bên ngoài rồi, cho nên anh em không cần phải lo về vấn đề đấy. Và nó là dạng live open case mà. Tại mình gọi là live tại vì là nó vẫn khá kín, tương đối kín. Còn một số anh em sẽ bảo là ôi dồi ôi, bụi. Thì sao? Dân chơi sợ gì mưa rơi? Mưa còn không sợ, mấy hạt bụi ăn thua gì, đúng không? Anh em chỉ cần đơn giản thôi, một cái chổi lông gà. Thỉnh thoảng phẩy, sạch. Còn ở trong bụi gì? Anh em sợ ở trong bụi gì? 6 tháng một lần, anh em đem đi vệ sinh.
chúng ta mua PC về là để sử dụng, là để chăm sóc nó, chơi nó, chứ không phải là để nó ở đấy để nó bám bụi, đúng không? Anh em nào mà còn kêu là bụi ấy thì đấy là do anh em lười không vệ sinh thôi. Đấy, nói chung là trên bàn này mình đang có hơn 100 triệu chưa kể ghi. Anh em nghĩ sao về cấu hình PC này? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video cấu hình PC tiếp theo. À, anh em đừng thắc mắc cái này nhé. Hôm nay đi làm quên mang dây buộc tóc cho nên phải mượn dây buộc tóc của mấy em gái trong công ty.